Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây, mến chào quý cô chú, anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú một ngày mới thân tâm thật lạng lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. Cũng như cái phần tiếp theo thì con chào chú Bảy, và hôm nay con cũng thay mặt khán giả cảm ơn chú Bảy rất là nhiều. Và con cũng có câu hỏi cho chú Bảy là con có nghe chú ở đây có giữ nhiều quyển sách cổ học của người xưa để lại, và đặc biệt nhất là quyển sách có tựa đề là Vô Vi Pháp để giúp cho người tu đi đến giải thoát rốt ráo, có phải không chú? Dạ. Thì hôm nay có đủ cái nhân duyên gặp Tùng Nguyễn trở lại. Dạ. Thì em cháu muốn hỏi cái quyển sách này, nhưng mà thật ra ở đây á, là chú tích góp nhiều cái quyển sách cổ học của là các vị cổ nhân ngày xưa. Bởi vì tại sao? Tại vì chú á, là con người á, là không có thích ai đặt đâu mình ngồi đó. Dạ. Cũng như ngày xưa mà chú gặp được ân sư mà truyền dạy cái phương pháp mà vừa qua chú kể đó. Dạ. Thì khi chú hết bệnh rồi, chú nói ủa sao cái phương pháp này nó đơn giản mà nó diệu kỳ thế. Thành thử bắt buộc chú phải tìm tòi. Dạ. Để mà nghiên cứu. Vì vì trước kia là chú lúc mà chú đau nhiều đó, thì chú tính là đang nghiên cứu một cái quyển sách dược liệu thuốc nam nó dày vậy nè. Dạ. Của đông y của mình, và tính đi học mạch và châm cứu. Học mạch rồi học châm cứu luôn. Dạ. Rồi học bấm nguyệt luôn để giúp trước nhất là mình trị cho mình trước. Dạ. Sau đó là mình hết rồi, mình học được khá rồi, mình giúp cho bà con. Khi mà chú gặp được ân sư thì là chú hết bệnh rồi, chú bỏ ngang cái phần về bên đó là y học cổ truyền. Chú tập trung về chú nghiên cứu bên đây. Dạ. Bởi vì tại sao mình thấy bên đây là cái phương pháp này nó đơn giản mà nó rất là tuyệt diệu. Là gì? Nếu mà mình còn dùng bên đông y á, thì mình còn đi kiếm thuốc, phải không? Dạ. Thì phải lên núi chặt ba cái thuốc ở trên núi rồi này kia thì mình tàn phá là thiên nhiên, tàn phá quỷ hoại môi trường, tàn phá thiên nhiên. Dạ. Còn cái phương pháp của mình ở đây đơn giản, không tốn tiền mà không có tốn cái gì hết. Mà trở lại là mình có một cái kho tàng vô tận. Dạ. Mà mình không có biết được cái chìa khóa để mà mở cái kho tàng đó ra khai thác. Thì có được cái nhân duyên chú gặp được ân sư, thì ổng mới là hướng dẫn chú cũng như là mở được cái kho tàng đó. Dạ. Đó về mặt thực hành. Còn về mặt giáo lý, về lý thuyết thì chú lúc đó chú không có hiểu hung. Thành thử chú phải tìm coi cái nguyên nhân của cái phương pháp này từ đâu ra. Dạ. Thì như vậy đầu tiên chú đi về quê ở ngoài, chú mới mượn được cái quyển Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Dạ. Đó. Đầu tiên là mượn được cái quyển này của Thiền Lâm Đốn Giáo. Dạ. Đó, khi mà chú coi vô rồi thì chú thấy nó rõ ràng những cái gì mà ân sư của chú dạy, thì cái phương pháp tu tập nó đã có thể hiện trong đó hết. Nhưng mà các vị ngày xưa người ta dùng pha ám tự. Chữ ám có nghĩa là che. Dạ. Tự là từ văn lời nói. Đó. Thành thử là mình coi vô mình, nếu mà không có được chân truyền thì mình coi vô mình không bao giờ hiểu. Dạ. Mà khi được chân truyền rồi mình hành pháp rồi bắt đầu mình mới hiểu. Còn những cái gì mà sâu xa hơn nữa thì không hiểu mình phải hỏi thầy. Dạ. Những cái này là cái ý của các cái vị tổ ngày xưa nói làm sao thì thầy mình mới giải thích cho mình hiểu thêm. Dạ. Thì như vậy là bắt đầu mình mới thấy nó mới quý giá vô cùng. Rồi thêm một cái nữa thì chú coi bên cái quyển Thất Chân Nhân Quả về cái lý đạo tu tiên, thì cái hướng dẫn hành pháp nó cũng giống như y gan như cái quyển Bồ Đề Đạt Ma này nữa. Dạ. Đó thì là mình mới hỏi với ân sư nói một gốc mà ra thôi con ơi, chứ không có đâu hết. Rồi ân sư mới đọc một bài kệ như vậy. Ông nói là tam giáo nguyên lai nhất mạch đồng, thế thượng thì chi ý dĩ thông, nhị lý sơ khai di hữu nhất,
Hậu Lai Nhân Sự Chiết Tam Tông. Rồi bài thơ ấy thêm một bài nữa giải nghĩa của trong cái bài thơ này. Thì người tu thế giới hai đàng, biết gốc lần tìm gõ mối mang. Học đạo thì không tâm không ngũ quẩn, ở đời đủ lễ đủ tam can. Thiền nho đại đạo ti ba nẻo, ngũ giới tam quy chỉ một đàn. Ví bằng người trần phân tới gốc, thì có ngày thấy đặng cảnh Tây Phan. Đó thì đó là ân sư mới đọc bài kệ đó, thì chú mới thấy nhẹ dạ trong lòng, không còn thắc mắc nữa. Đó, nhưng mà chú phải nghiên cứu thêm. Đó, rồi tới một thời gian sau này á, thì ân sư chú mới nói cái người mà thật tâm đi cầu con đường đạo học thì phải như vậy đó mới đúng. Bởi vì những cái kiến thức mà con tự tìm được thì là con khai mở được, còn những cái gì của người ta thì con không bao giờ khai mở được cái tâm của con. Còn những cái gì mà chưa hiểu thì còn ta ở đây thì con cứ hỏi. Đó, ông mới khen rồi cái ông mới lấy cái ví dụ, ông mới lấy ví dụ của con chó, cũng như con chó hoang ở giữa rừng và con chó ở tại nhà. Ông nói con chó hoang ở giữa rừng không ai lo lắng chăm sóc nó hết, nhưng mà ngày nào nó cũng được một cái miếng thịt tư để mà nó ăn nó sống. Còn con chó ở tại nhà thì như vậy, chỉ tối ngày chỉ chờ một ông chủ nhà quăng một miếng xương thừa cho nó gặm mà thôi. Thành thử là con đường đạo học này con phải tự bươn móc thêm, những cái gì ta dạy ta hướng dẫn con phải tự tìm tòi để khai mở thêm. Thì như vậy cái đó là cái kiến thức của con. Nó cũng như ổng vừa nói giải thích như vậy, ổng vừa đốn ngộ cho mình để chi phiến thích cái tinh thần của mình, để cho mình ham học. Nhưng mà không ngờ một thời gian sau nữa, thì khi ông gần viên tịch á, ông mới giao cái trách nhiệm cho mình. Ông báo trước rồi ông mới giao trách nhiệm cho mình để sau này làm truyền nhân cho ổng. Thì lúc đó mình mới cũng bị hơi hụt hẫng. Hụt hẫng là gì? Là sau này có lẽ mình ra đời mình giúp cho anh em huynh đệ gần xa, thế nào cũng có các vị ở các tôn giáo người ta hỏi mình, thì lý thuyết mình phải cho mạch lạc. Bởi vì cái chuyện gì cũng vậy, làm từ cái việc làm ở ngoài đời hay là con đường đạo học cũng vậy, thì phải sự và lý phải là tương thông với nhau. Nếu mà sự thiếu lý thì sự bất minh, phải không? Còn lý mà thiếu sự thì lý bất chánh. Phải cho lý và sự mới tương dung. Thành thử là chú mới than, chú mới nói là như vậy con còn thấy, con xét lại con còn thiếu kém rất nhiều. Con sẽ là tìm hiểu thêm và nghiên cứu thêm là những cái quyển sách cổ học nữa. Đằng sau này là khi mà con giúp anh em huynh đệ gần xa thì cho nó là chững chạc hơn. Là thiếu đi cái sự hụt hẫng. Rồi là vô tình sau này những anh em huynh đệ mà người ta có được những quyển sách này, nó như những cái quyển sách Vô Vi Pháp này là nó ở vùng núi cấm của mình. Mà những cái anh em nào mà không được chân truyền là tâm pháp thì người ta coi người ta không có hiểu nổi. Thành thử người ta mới nản, người ta mới tặng cho đại sư huynh của tôi. Rồi đại sư huynh của tôi mới coi, mới thấy, mới hiểu được. Cũng chưa có gành hôn cái mới đem về trình với ân sư. Rồi ân sư ông mới coi, ông mới nói là cái này là cái gốc của mình đó. Rồi bây giờ các con phải phô ra để mỗi một đứa giữ một cuốn, để sau này làm một cọc cẩm nang, để dành đặng mình nương theo đó để mà tu hành. Đó, rồi ông sai cho sư đệ mới đem về tôi một cuốn. Nó rồi từ đó khi mà là ân sư viên tịch rồi, tôi còn là có nhiều anh em huynh đệ trao cho tôi nhiều quyển sách cũng quý giá nữa. Bây giờ tôi đang giữ ở đây một cái kho tàng vô tận. Thưa chú Bảy, là cho con hỏi cái sách này là mình có phổ biến rộng rãi không, hay là chỉ trong những cái vị đó chia lại cho, để lại cho chú Bảy thôi? Cái này á, sau này mình phổ biến rộng rãi được. Rộng rãi được là như thế nào? Là những cái người mà có tâm đạo, muốn tìm cầu con đường đạo học. Thì trước nhất mình cho người ta coi những cái quyển nào mà dễ hiểu, đặng mình gây cái ý thức cho người ta. Rồi mà khi người ta hiểu được rồi, người ta muốn tầm thì quyền của người ta. Đó, nhưng mà những người có tâm mới được nha. Còn những cái người mà vô tâm á, thì người ta coi, người ta thuộc lòng, cái người ta đem đi ra ngoài, thì cái đó nó rất nguy hiểm, mà tội nghiệp cho những cái người mà đã bị hại nữa.
Nó thành thử là cái gì cái nó cũng có cái hai chiều của nó, thành thử là cái gì cũng vậy, hễ của quý mà muốn trao tặng cho người nào thì phải chọn mặt rõ ràng chứ không có nên bừa bãi được. Còn đối với chú ở đây thì những anh em huynh đệ nào tha thiết lắm chú mới tặng, còn những cái người đứa nào mà đã có thọ pháp rồi thì mình coi theo cái nhận thức trình độ của đứa đó mà mình đưa những cái quyển sách dễ coi dễ hiểu nhất. Với cái điều kiện làm ăn lo cơm áo gạo tiền thử nó không có thời gian thì chú đưa những cái quyển gọn thôi nhưng mà ý nghĩa nó rất đầy đủ. Nó còn những cái quyển mà cao sâu quá thì chú không có nên đưa, vì đưa rồi về nó coi nó không nó hiểu không tới rồi nó cũng là bỏ lăn bỏ lóc đó rồi mang tội nữa. Dạ thưa chú Bảy, là chú Bảy nghe nói, con nghe nói một kho là có nghĩa là cũng như nhiều nhiều quyển sách quý đúng không chú Bảy? Nếu mà nói vài cuốn thì ít, mà nói một kho là con nghĩ là nhiều lắm. Không, kho tàng đó là Kho nó tàng. chỉ một bài thơ thôi là nó cũng là một kho tàng vô tận nếu mà người biết thưởng thức Dạ nha. dạ Thì thôi bây giờ cái quyển sách này thì để tôi đọc lên một cái vài lời giới thiệu kinh thì thì để cho quý vị hiểu coi quyển sách này nó xuất xứ từ đâu nha. dạ mà trước khi chú Bảy đọc thì chú Bảy có thể nói là cái vị ơn sư của chú Bảy là ai không, ở đâu không chú Bảy? Ân sư của hồi đó đó là bây giờ tao mến ổng, tao thương ổng với cái đức độ, tao kêu ổng là tao coi là ân sư của tao thôi, rồi có chú thôi. Nhưng mà thật ra hồi xưa ổng không có cho ổng kêu bằng gì, ổng nói thằng nào sợ khùng thì đi chăng chỗ khác chơi, còn thằng nào không sợ khùng thì đi theo tao. Mà ổng thật ra là một người cư sĩ tại gia đó, nhưng mà ổng được truyền thừa của sư tổ để lại đó. Thì như vậy thì nếu mà ổng có thánh danh đó nhưng mà chú không muốn, không muốn là như thế nào, nếu như vậy thì mình phe danh lên sao, thì thôi tốt hơn anh em nào muốn tìm hiểu thì từ từ sẽ hiểu nghe Vậy không. chú Bảy cho con hỏi thêm một câu nữa là cũng như cái này là bên bên thiền đúng không chú Bảy? Thì hồi nãy Pháp tu thiền. chú đưa là cái quyển Bồ Đề Đạt Ma đó nó, rồi thêm một cái nữa chú đọc cái quyển này thì biết hả, Dạ, con mời chú Bảy tất ạ. cả đều là một gốc, rồi chú nói vậy thôi nha. Cái này lược thực là cái việc tiếp kinh năm Quý Mùi năm 1943, lúc quân Nhật chiếm đóng Đông Dương, có một đạo sĩ trẻ tuổi từ miền núi Tà Lơn Cao Miên xuống tỉnh Trà Vinh để tìm kiếm và giao hảo với chúng tôi. Người ta thường gọi đạo sĩ trẻ ấy là cậu Bãi Hồng Y, nhưng chẳng biết tên thật của ông là gì. Cậu Bãi là một thanh niên rất khôi ngô, nước da trắng, dáng dịu nho nhã, tướng mảnh mai, đẹp người, tóc để dài tới mí tai, thường mặc đồ bà ba đen bằng cẩm nhung và hay đi xe đạp. Lúc ấy tác của cậu độ trên 20 tuổi, nhưng cách ăn nói ra vẻ người lịch thiệp và từng trải. Trong khi tiếp xúc với mọi người, cậu thường thuyết đạo, lời văn rất thanh bai, ý tứ rất khiêu thoát, cử chỉ rất tao nhã, đôi khi có nhiều thái độ rất khác phàm. Cậu Bãi Hồng Y tử ăn chay, không dùng mẻ cốc, chỉ dùng toàn rau cải, hoa quả. Đôi khi nhịn ăn bãi hôm mà thần sắc vẫn tươi tốt. Tức liền nhiều đêm không ngủ mà nét mặt không hề mệt mỏi. Thức đêm mà không mệt mỏi, cái đó mới là cái Thức hay thức thức chứ vậy. nhiều đêm. Mỗi khi thuyết đạo, cậu thường dùng văn chương, thi phú và ứng khẩu một cách lưu loát, tài tình. Mục đích của cậu xuống Trà Vinh để tìm một huynh trưởng mà cậu tha thiết mong được diện kiến từ lâu nhưng chưa được gặp. Vị huynh trưởng ấy tục danh là ông thầy Năm, một vị nhân ẩn vật ẩn dạng dưới một lớp ông thầy thuốc nghèo và sai, là sai xỉn đó, ổng ruộng sai xỉn vậy đó, đang nằm dưỡng bệnh tại nhà chúng tôi và tại làng Phương Thạnh, chợ Ba Si, tỉnh Trà Vinh. Những người quen biết với ông thầy Năm thường kêu ông
bằng anh Năm, riêng gia đình chúng tôi đều kêu ông bằng cậu Năm. Theo chỗ chúng tôi được biết, cậu Năm là một bậc siêu phàm tạm mượn xác phàm để cứu nhân độ thế trong một thời gian. Đến lúc mãn nhiệm vụ, cậu cho biết trước và sắp đặt một cuộc hồi quy cụ vị, như là một cuộc du hành không sai chạy ngày giờ. Có lẽ cậu Bảy biết trước rằng cậu Năm sắp từ biệt cõi trần, nên cậu rất nóng lòng muốn gặp cậu Năm để thỉnh cầu điều gì đây? Dạ. Một hôm cậu Bảy từ Trà Vinh đi xe đạp lên chợ Ba Si, tìm đến ngay nhà chúng tôi để diện kiến cậu Năm. Vừa đến cửa ngõ, cậu buông xe đạp xuống, chân mang sẵn đôi hài, xăm xăm đi thẳng vào nhà và tìm đến phòng cậu Năm để vấn an. Lúc hai người gặp nhau, cuộc hội ngộ xem rất ly kỳ, ngoạn mục và cũng rất cảm động. Cậu Bảy móc ra cặp da, lấy ra một áo đại lễ màu hồng tròn vào người, đến bái yến cậu Năm và cách đi đứng và điệu bộ đều theo một nghi lễ khác thường, chẳng khác nào một vị đại thần chúc tụng một vị hoàng đế, yeah, hay là một tiên đồng đảnh lễ trước quần tiên đại hội. Cậu Bảy dùng một lối xưng hô quá sức trọng thể để chào hỏi và vấn an cậu Năm. Nhưng cậu Năm nhiều lần ra dấu miễn lễ và yêu cầu cậu Bảy nên che đậy nghi thức trọng thể ấy và chỉ nên dùng cách xưng hô thông thường ở trần gian mà thôi. Sau cùng cậu Bảy chỉ gọi cậu Năm là Thái Huynh, và hai người hội kiến với nhau bằng một lối ngôn ngữ rất bí ẩn, và chúng tôi đoán chừng đó là một câu chuyện thiên cơ, hay là một câu chuyện giữa các bậc thần tiên với nhau, không người trần thể nào hiểu được. Chúng tôi lén gình xem cuộc hội ngộ, hội kiến của hai vị này mà lòng ngơ ngẩn, và đoán rằng hai vị này là tiên xuống phàm thảo nào trước đây. Họ chẳng có những hành động siêu phàm và những công đức xuất chúng. Riêng đối với cậu Năm thì chúng tôi được biết ít nhiều về tiểu sử và công đức của cậu, vì đã nhiều năm gần gũi bên cậu, có nhiều lần cậu cho chúng tôi biết tiên danh của cậu là Lê Thái Sanh, và sứ mạng của cậu đến cõi trần là 12 năm, gia hạn 12 năm, tức là 24 năm thì cậu phục hồi cụ vị. Công đức của cậu về việc cứu dân độ thế và hộ trì cho người tu hành thật là vô lượng. Hiện giờ ở Trà Vinh, Mỹ Tho, Gò Công, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn có nhiều người trong hàng môn nhân đệ tử hoặc em út của cậu, khi nhắc đến cậu đều vô cùng cảm phục, kính mến và thương tiếc. Đối với cậu Bảy thì chúng tôi chẳng biết rõ lai lịch. Tuy nhiên sau cuộc gặp gỡ ly kỳ ngày hôm đó, chúng tôi có đến hỏi lại cậu Năm thì được cậu cho biết đó là Ngọc Thanh, đã đắc phẩm vị đại tiên. Ngoài ra chúng tôi cũng được biết hiệu của cậu là Hồng Y Tử, là Hà Liêm Vô Ảnh Tử, tiên gia mỹ tục gọi là Ngọc Thanh Tiên Trưởng. Yeah. Kể từ đó về sau, cậu Bảy có đến giếng cậu Năm Thái Sanh nhiều lần, mỗi lần hai vị nói chuyện với nhau hoàn toàn chuyện tiên Phật và thiên cơ đâu đâu. Dầu chú ý, chúng tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Có một điều chúng tôi biết được là trước khi quy tiên, cậu Năm giao phó cho cậu Bảy nhiệm vụ sắp đặt và hộ trì cho một số gia đình bạn đạo đi tản cư lánh nạn, mặc dầu lúc đó thời cuộc vẫn còn yên. Năm Giáp Thân, ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch năm 1944, cậu Năm quy thiên năm 1945, trong nước bắt đầu xảy ra nhiều cuộc chinh biến Nhật đảo chánh ngày 9 tháng 3 năm 1945, rồi Việt Minh cướp chánh quyền ngày 17 tháng 8 năm 1945, và sau đó quân Pháp trở lại và lần lượt chiếm đô thành Sài Gòn và các tỉnh, phong trào kháng chiến chống Pháp lan rộng khắp nơi.
cảnh giặc giã, khủng bố, giết chóc, tản cư diễn ra khắp thị thành làng mạc. Kể từ đó cậu năm quy thiên thì cậu Bãi Hồng Y Tử thường tới lui, thường thăm viếng các gia đình bạn đạo. Ở Trà Vinh có nhiều lúc anh em bạn đạo tụ họp đông đủ nghe cậu thuyết đạo, và trong khi tiếp xúc đàm đạo cậu có thể lộ thiên cơ và tiên tri nhiều chuyện rất đúng. Một hôm vào lối cuối tháng 9 âm lịch năm Ất Dậu năm 1945, cậu Bãi đến Trà Vinh hối thúc các gia đình bạn đạo phải sắp sửa cấp tốc xuống ghe đi tản cư sang Hà Tiên để lánh nạn. Một số người dụ dự không muốn đi vì ghe không có sẵn, hơn nữa vấn đề bỏ nhà cửa đi tản cư xa ai nghe nói cũng phân vân, chưa quyết định dứt khoát nên đi hay là không. Lúc đó cậu Bãi dục thúc một cách quả quyết và tự tay cậu đi lo mướn ghe để điều độ cho các gia đình. Dường như có một sự thiên định hay một sự âm phò mặt trợ nào đó nên khiến cho cậu đi mướn ghe rất mau lẹ và dễ dàng. Những chiếc ghe bản hàng, bạn hàng bán từ miền Gạch Giá Hà Tiên sau khi bán hết hàng nằm trực sẵn tại bến Trà Vinh để đón rước người đạo qua cơn bị cực. Thật là một sự ngẫu nhiên mà dường như là việc định sẵn. Trải qua cuộc hành trình dịu dợi đầy cam ro nguy hiểm, lúc phong trào kháng chiến chống Pháp sôi động khắp nơi, cậu Bãi phải dùng nhiều phép màu để giúp cho các gia đình bạn đạo thoát qua nhiều tai nạn, giữ lành cho mọi người đều thán phục và cảm mến. Các nạn dữ làm cho mọi người đều thán phục và cảm mến. Đến Hà Tiên sau khi một thời gian lánh cư, cậu Bãi Y Hồng Y có phiên anh chị em bạn đạo theo cậu lên núi Tà Lơn để ẩn tu. Nơi đó nhiều cảnh thiên nhiên u nhàn tĩnh mịch, giúp cho người tu dễ bề dưỡng tánh tu chân mà còn xa lánh được cảnh đời loạn lạc. Phần đông mọi gia đình đều muốn hồi cư chứ không nghĩ đến việc lên núi tu hành. Do đó mà chương trình Đăng Sơn Nhập Động do cậu Bãi phát họa ra một cách rất lý thú nhưng cũng bị gãy đổ. Cậu Bãi buồn bực và thất vọng nên từ đó cất bước đi ra đi. Đi lánh xa anh em bạn đạo mà trước khi chia tay, cậu cũng có tiên tri rằng trên đường hồi cư trở về Trà Vinh thì các anh chị em bạn đạo sẽ gặp nạn cướp bóc và cực khổ nhiều điều, và sự thật đã xảy ra y như lời tiên đoán. Trong những ngày hội ngộ ở Hà Tiên, cậu Hồng Y Tử có trao cho, là cái này lúc này nè, là mấy quan trọng nè, trao cho anh em bạn đạo xem một quyển bủ kinh viết toàn bằng thi phú. Trong số người xem quyển kinh ấy có ông Lâm Quang, là người quyết tâm tìm pháp nên bảo con ông là cô Lâm Thị Vạn ra công chép lại, và toàn bộ vì ông nhận thấy quyển kinh ấy sẽ giúp cho ông rất nhiều trên đường công phu tu luyện. Đến khi đi tản cư về, ông Lâm Quang trao quyển kinh lại cho chúng tôi xem. Chúng tôi mừng quá vì đang lúc nhiệt thành tầm đạo mà lại gặp quyển kinh này, chẳng khác nào trời hạn mà gặp mưa. Chúng tôi bèn xin chép lại để ngâm nga suy gẫm đạo màu trải qua trên 23 năm từ năm 1947 đến năm 1971. Chúng tôi ôm ấp quyển kinh này bên mình mà không có phương tiện để ấn hành phổ biến ra cho mọi người xem. Giả lại tuy rằng kinh báo nhưng tụng đọc mà không có người chỉ dạy chỗ bí yếu thì không làm sao biết được manh mối ở đâu mà hạ thủ công phu. Đó, cái chỗ đó mới quan trọng đó. Năm Canh Tý năm 1961, trên đường đi tầm pháp chúng tôi đến quy y sư Pháp Chơn.
được mật truyền phép luyện đơn. Trong khi thực hành pháp luyện đơn, chúng tôi xem lại quyển kinh thì hiểu thêm về lý đạo âm dương được phần nào, nhưng chưa lãnh hội được hoàn toàn pháp lý vô vi và chìa khóa mở cửa thiên đàng trực chỉ Tây Phương như quyển Vũ Kinh đề cập. Đến năm Ất Tỵ năm 1965, chúng tôi đến học với ông Lương Sĩ Hằng và cụ Đỗ Thần Hậu về pháp lý vô vi và phá học quyền bí Phật Pháp. Chúng tôi xem lại quyển kinh thì thấy rõ ràng phần lý thuyết và phần thực hành đã đến ngày giờ tương hội với nhau để giúp cho những người có ý thức tầm đạo thực hiện chân đạo. Chúng tôi mới cho rằng quả kinh thật là kỳ duyên, thiên định, khiến cho hạt giống bồ đề không bị ung thối mà lại nảy nở, sum xê, một công đức trao kinh của cậu Hồng Y Tử và một công lao chép kinh của ông Lâm Quang đều không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mặc dầu những hành động ấy rất vô tâm, đều không ra ngoài thiên ý trong thời kỳ hoằng pháp và trên diễn trình của đạo pháp. Năm 1971, gặp dịp may mắn thuận tiện, chúng tôi bèn gia công chỉnh đốn và đem ra ấn tống quyển Vũ Kinh này trong mong đem lại lợi ích cho những người muốn tầm pháp để tu giải thoát. Nó thì cái quyển kinh này thì đâu quý vị hiểu coi, nhất là bên tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo của mình. Thì các vị cũng thường nhắc tới cái danh hiệu của Ngọc Thanh Tiên Trưởng. Mà Ngọc Thanh Tiên Trưởng hồi xưa là học trò của ai? Và quyển kinh này là bút pháp là của ai viết và trao lại cho là Ngọc Thanh Tiên Trưởng? Thì ở trong này có để lúc mà sư hồi hưu là trở về cảnh giới trên thì giao gánh Ngọc Thanh, giao lại cái gánh này toàn quyền cho ông Ngọc Thanh. Thì bây giờ ngày nay thì là huynh Thanh Đoan mà là thường ra mặt để mà đọc những cái bài thi văn để mà khai mở giúp cho là bà con của mình hiện giờ đó, trong cái thời kỳ này. Thì từ từ quý vị tìm hiểu đi, quý vị sẽ biết. Nó mới ăn lại cái câu là người xưa trở lại. Với cái chỗ mà tôi nói hồi nãy đó, là cái chú kia hỏi cái cô đó, nói người thượng cổ. Rồi tả cái hình dốc của người thượng cổ phải 3 mét cao và tướng sao, không có đúng. Chứ thượng là thượng trí, chứ cổ là nền cổ học. Là nền tinh hoa đạo học của tổ tiên của mình đã giấu kín, mà bây giờ là bắt đầu sẽ đem lành ra để làm một cuộc cách mạng nhân tâm cho là đồng bào nhân loại, mà không phải riêng gì Việt Nam mà toàn trên thế giới luôn. Nếu mà tôi nói mà quý vị không tin thì từ từ quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy những cái lời nói của tôi. Thì như vậy mới ăn với cái câu của Đức Thầy, sau này gây cuộc hòa bình với giảng quốc chư bán đó. Đó, trong cái bài sứ mạng của Đức Thầy đó. Thấy chưa? Thì chỉ có người thượng cổ trở lại mới có cái thượng trí mà là gánh vác nổi mấy cái trách nhiệm này thôi. Tôi nói vậy ha, rồi sau này rồi từ từ quý vị sẽ biết thêm. Rồi bây giờ để tôi giới thiệu thêm một đoạn ngắn nữa của cái của các bậc tiền bối xưa, mà những người mà người ta là tham gia góp ý vô trong cái quyển kinh này cho cái người hậu học của mình mở mang thêm một kiến thức dồi dào hơn nữa. Để mà vững tâm trên con đường đạo pháp, hầu đi đến thẳng vào giải thoát. Lời giới thiệu kinh. Hiện nay trong tam giáo cũ lưu kinh, kinh sách phổ biến quá nhiều, mà tùy trình độ tu học của con người, kinh sách cũng gồm trong ba thừa: thượng thừa, trung thừa và hạ thừa. Để mà phổ độ, xét cho kỹ, kinh sách chỉ nhắm vào mục đích truyền bá giáo lý, và đôi khi trong giáo lý tàng ẩn pháp lý để dẫn dắt người tu học đạt lý. Tuy nhiên pháp lý rất cao sâu màu nhiệm nên khó hiểu. Có nghĩa là người ta dùng pháp ám tự đó. Ám có nghĩa là che, tự là từ văn đó.
nghĩa là mình nghĩa đó mình hiểu không nổi, nhưng mà khi được thầy truyền dạy là bí truyền tâm pháp rồi mình coi vô mình mới làm khai mở, mình mới hiểu nổi. Là lý thuyết thực hành phải đi đôi với nhau đó, đi song song đó. Giáo lý có nhiều màu sắc, hầu hết đều dạy con người hướng thiện. Pháp lý thì có hai phần, hữu vi pháp và vô vi pháp. Hữu vi pháp cũng gọi là pháp sanh diệt, tức là pháp sanh sanh quá quá, quá dạng vật một âm một dương phối hợp mà tạo ra muôn nghìn dạng ức chúng sanh, gọi là nhất bổn tán dạng thù. Nhất âm nhất dương chi di đạo, âm dương phối hợp lại mới sanh ra dạng vật trong cõi hữu hình, và tức là âm dương hậu thiên. Ở cái chỗ mà lúc trước mình có nói sơ qua đó, Tùng Nguyễn. Còn vô vi pháp cũng gọi là pháp vô sanh bất diệt, tức là phép quy nguyên trở về cõi không còn sanh diệt nữa. Một âm một dương hợp nhất đem dạng vật trở về nguồn gốc, gọi là dạng thù quy nhất bổn. Nhất âm nhất dương chi di đạo, âm dương thanh lọc tột thanh tột tịnh mới trở về nguồn gốc vô sanh bất diệt, tức là âm dương tiên thiên. Tóm lại, hữu vi pháp là phép tạo ra chúng sanh, còn vô vi pháp là phép tạo nên tiên Phật. Quyển kinh được giới thiệu đây thuộc về loại kinh vô vi pháp, tức là kinh dạy tu hành giải thoát phản bổn quần nguyên, để không còn xa vào lục đạo luân hồi nữa. Những người đã nghiên cứu các kinh điển, khi đã lãnh hội tinh ba của giáo lý, có thể cho rằng mọi giáo lý đều dẫn về một chân lý, mà chân lý duy nhất là tuyệt đối. Hai, theo quan niệm của người đạo đức trần gian là cõi tạm, là trường tiến hóa. Người sanh trên cõi thế là để học hỏi và tiến hóa. Người tiến hóa nhiều về phần tinh thần là người có một đời sống nhẹ nhàng, ít tội lỗi và luôn luôn hướng thượng. Một sự hướng thượng lý tưởng nhất là sự hướng thượng về đường chánh giác. Về đường chánh giác không có cách nào khác hơn là tu giải thoát. Xưa nay cũng có nhiều bậc chân tu đạt tới trình độ chánh giác, lưu lại giáo lý hoặc là pháp lý cho hậu thế. Tuy nhiên, kinh sách để lại nhiều mà người sưu tầm giải thích cũng không ít. Mà người thấu triệt chân lý để thực hành phép giải thoát thật rất hiếm. Bởi vậy cho nên người xưa có nói rằng học đạo thì như ngu mau, còn thành đạo như thố giác. Người học đạo nhiều như Long Châu, còn người thành đạo thì rất hiếm như sừng thỏ. Sự kiện này có nhiều nguyên do. A. Kinh sách nhiều, nhưng hầu hết đều là truyền bá giáo lý để thu thập tín đồ vào tôn giáo, chứ không chỉ dạy pháp lý. B. Pháp lý nếu có ẩn trong kinh, cũng ít người hiểu thấu đáo để mà thực hành. C. Người tầm giáo lý thì nhiều, mà tầm pháp lý thì rất hiếm. D. Pháp lý mà nói ra được thì chỉ có bậc chánh giác, bậc này hy hữu, lại xuất hiện có thời kỳ. E. Người học đạo được pháp lý mà có ý chỉ thực hành đến kết quả thì cũng rất hiếm, vì công phu khó nhọc lắm, ít có người bền chí kiên gan đạt được mục đích. 3. Những kinh điển nói về pháp lý thường dạy về hai phần, gọi là tánh mạng song tu. Chung quy đều chỉ gõ mái đại thiên và mái tiểu thiên, và làm thế nào cho tiểu thiên hiệp cùng đại thiên để mà thành đạo. Trong tích Phật có câu thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Trong sách Nho có câu thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Câu trên có nghĩa là trời cao trời thấp đều do một khối điển quang mà ra. Còn câu dưới có nghĩa là tiểu thiên mà không hiệp cùng đại thiên thì chết. Tánh mạng đều tiểu thiên đại thiên đều do nơi, đều có nói rõ ràng trong quyển kinh này. Nếu lãnh hội được, thực hành đúng, thật là người hữu hạnh vô cùng. Bằng không thì cũng chịu kiếp chúng sanh đến ngày mãn kiếp rồi ô hô uổng phí một đời người. Đời nay gọi là đời cuối tận binh đao khói lửa tràn lan khắp thế giới, thiên tai địa ách dập dồn, trời Phật mở rộng cửa hoàng nhân tế độ chúng, nên pháp lý
lại ra đời mà người quán thông pháp lý lại cũng xuất hiện. Pháp lý là chúng tôi đề cập ở đây là phép tự tu, tự chứng, tự giải thoát theo đường tiên nẻo Phật, được diễn tả trong quyển kinh này. Quyển kinh này viết toàn bằng thi văn thần xuất và những bút pháp đã tỏ ra phi thường mà ý tứ lại vô cùng siêu thoát, làm cho người đọc càng hâm mộ về văn chương, lại càng lãnh hội được chân lý thâm diệu. Và chẳng những thế mà tác giả còn cái diệu ý vừa diễn tả đạo đức và vừa giải bài pháp lý, vừa chỉ dạy đường tà nẻo chánh, vừa truyền nội ngoại công phu để tạo tiên tác Phật. Thật là khúc chiết màu nhiệm tuyệt diệu, chắc hẳn là bậc chân tu mộ đạo khi đọc được quyển kinh này sẽ rất hân hoan, vì chẳng những lời kinh chứa đựng nhạc điệu cảnh tỉnh và lại hàm ý, hàm xúc chân ý. Mà còn tổng hội được triết lý kim cổ, giáo lý Đông Tây rất dồi dào phong phú, giúp cho người tu học giải tỏa được những điều câu nệ về tôn giáo và đã phá hết sự mê chấp về sắc tướng âm thanh, để hướng về chân đạo duy nhất là bất nhị pháp môn. Chúng tôi thiết nghĩ người quyết chí tìm vàng thì hành pháp lý thì tất nhiên sẽ đạt đạo. Đối với những người không câu chấp về hình thức tôn giáo, tín ngưỡng, không thành kiến về pháp môn tu học, có thể xem kinh này là kim chỉ nam về thực hành chân đạo. Với một tấm lòng thành kính, với một quan niệm vô ngại, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển kinh vô vi pháp này đến toàn thể bá gia chư tử, đồng nhân hải nội tùy hỷ nghiên cứu và thực hành chân đạo. Xin xin tiếp thêm cái phần này là nó rất là hay. Dạ dạ, con mời chú Bảy ạ. Quan điểm. Dạ. Con người do máy đại đạo mà sanh ra trần thế. Đại đạo là nhất âm nhất dương, tất cả vạn vật trên vũ trụ này từ vật nhỏ nhất tế duy nhất cho đến to lớn mênh mông nhất đều ở trong quyền năng của đại đạo. Đại đạo vận chuyển trong hai hình thái hữu vi và vô vi. A. Vận chuyển trong hình thái hữu vi, đại đạo sanh hóa vạn vật và chi phối trong hình thái hữu vi thì phải chịu lực chung trong dòng sanh diệt triền miên. Vận chuyển trong hình thái vô vi, đại đạo trở về bản nguyên con người học được vô vi thì không còn bị chi phối trong hình thái hữu vi của đại đạo, khỏi bị lôi cuốn trong dòng sanh diệt để trở về vô sanh bất diệt. Thoạt tiên lúc sanh ra, con người nhớ lại nguồn gốc hữu vi là cha mẹ nơi trần thế, tức là cha mẹ hữu hình đã mượn máy đạo hữu vi âm dương mà tạo ra hình hài ta. Nếu con người cứ mê muội mãi thì chỉ biết có hữu vi, nghĩa là sắc tướng âm thanh, và lẫn quẩn lanh quanh trong cuộc sống vật chất trầm lưng không dứt. Nếu con người sực tỉnh nhớ lại nguồn gốc vô vi thì mới nhận chân được cha mẹ nơi thiên đàng, tức là cha mẹ vô hình làm chủ chốt linh hồn và vía phách của ta. Cha mẹ này là trời đất, là cha mẹ chung của chúng sanh, tức là của cha mẹ vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp. Học đại đạo là học máy vận chuyển để trở về bản nguyên. Đại đạo này duy nhất ở trong đời, cũng như mặt nhật và mặt nguyệt không hề có hai. Biết rõ đại đạo không có hai thì tâm của con người trở nên rộng rãi và phán đọt, mới hòa mình cùng vũ trụ vạn vật để học hỏi tiến hóa lên đến chỗ chí chân, chí thiện, chí mỹ. Những danh từ dùng để diễn tả đại đạo, nếu tự nó có khuôn khổ giới hạn thì tâm của con người cũng dừng để bị ràng buộc ở trong vòng nhỏ hẹp chấp trước, để mà bị dẫn dắt lầm lạc xa chân lý. Làm con người chỉ cần biết hai mối đạo, nhân đạo và thiên đạo ở trong đại đạo là đủ để tạo ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên,
Nếu biết rõ nhân đạo tức là biết được thiên đạo, mà biết được thiên đạo tức là biết được tất cả mọi lẽ đinh hư tiêu chưởng trong trời đất này. Nhân đạo ở đây là mối đạo, nơi tiểu thiên địa cũng cùng một định lực nhân quả, từng quần như mối đạo nơi đại đạo thiên địa thu hẹp lại. Còn học nhân đạo theo máy nghịch chuyển thì phù hợp với thiên đạo, tức là trở về bản nguyên hay là phản bổn quần nguyên. Trái lại học nhân đạo theo máy thuận chuyển thì xa rời thiên đạo, tức là xa rời bản nguyên và trầm lưng nơi khổ hại. Tóm lại, làm con người nếu muốn sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa, cao thượng tốt đẹp, không gì bằng giữ trọn hiếu đạo với cha mẹ trần gian là hiếu một thở, còn hiếu với cha mẹ thiên đàng là hiếu muôn đời. Nếu muốn theo gương các bậc tiền giác thì xét trong hai lẽ nhân đạo thiên đạo cho thấu đáo để mà thực hành, hầu bảo tồn được lẽ sống tốt đẹp và hạnh phúc đời đời. Nay kính cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm. Mạnh Xuân Tân Hợi, ngày rằm tháng 1 năm 1971. Đó thì tôi mới có thố lộ một chút xíu thôi. Còn những cái bài mà thơ pháp trong quyển kinh đó thì quý vị được thọ truyền chân pháp rồi quý vị coi vô mới hiểu. Còn cái này mới có giới thiệu đại khái trong cái nội dung mà thôi. Đó thì bây giờ ngày nay tôi đem ra để trình bày như vậy thì giúp cho những anh em huynh đệ tỷ muội gần xa, ai mà có đủ nhân duyên thì nguyện giái trong củ quyền của mình với bề trên, thì từ từ các vị sẽ vận chuyển cho quý vị gặp được người chân chánh để dẫn dắt con người đi vào con đường chánh đạo. Còn nếu mà ai có một cái suy nghĩ để tìm tòi tập mạch thôi thì không bao giờ được, đổ sông đổ biển hết. Quý vị đừng nên có suy nghĩ đó. Và trước khi muốn đi vào con đường đạo thì quý vị phải xét cho thấu rõ ta mang được cái hình hài thể xác này do cha mẹ sanh ra, rồi khi bỏ cái thân tứ đại này trở về đâu, rồi mình ngồi tham thiền để mà xét thấu rõ ở chỗ này nha. Rồi khi trở về đâu, nếu mà không xét thấu cho rõ thì chẳng khác nào mình cũng là một sinh vật, cũng là một cục thịt biết đi biết chạy kiếm ăn rồi chờ chết. Còn nếu mà quý vị mà ngồi mà tham thiền mà xét cho tỏ thấu lý được chân đạo rồi thì quý vị sau này cũng trở lại một người chánh đẳng chánh giác như các vị mà thôi. Thì tôi mong rằng thì các vị nào mà có hiểu được thì nên nghiên cứu. Thì bây giờ tôi cũng xin nói với quý vị, từ đây về sau thì bắt đầu người thượng đức thượng trí sẽ ra mặt lần lần. Quý vị nào hữu duyên thì sẽ gặp. Tôi báo trước kìa. Đây là tôi gửi thông điệp đó. Còn sau này từ từ đây quý vị sẽ coi những cái người mà giả tâm giả tu giả đạo đấy, từ từ sẽ gụm lần hết. Các vị các ngài sẽ bắt đầu dẹp lần lần từ vô hình đến hữu hình. Tôi gửi thông điệp này cho quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà lỡ có một cái suy nghĩ không tốt thì quay trở lại xét hỏi về thân tâm của mình và ăn năn sám hối mà sửa lỗi đi thì mỉa mai. Còn quý vị mà ngoan cố vì cái danh cái lợi mà bất chấp thủ đoạn để mà gạt những người mà là thật thà chất phác mà người ta có cái tâm đạo để cung phụng cho quý vị sống trên đầu trên cổ người ta, coi chừng đó, cái khôn của một thời mà để lại cái ngu của muôn kiếp đó. Tôi bây giờ bắt đầu tôi sẽ nói thẳng với quý vị. Thì bây giờ cái này nếu mà tôi nói mà quý vị hiểu được, quý vị làm được, ai nhờ? Bản thân tôi không có nhờ nha, tổ tiên quý vị nhờ và bản thân quý vị nhờ. Còn nếu mà quý vị ngoan cố thì liên lụy tổ tiên của quý vị luôn đó. Cũng như trong sách hồi nãy nói sao, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, hoặc là thiên thượng thiên hạ. Thiên hạ là con trời, thiên thượng là cha trời, tất cả ai cũng đều là con trời hết. Mà quý vị cũng là con trời mà gạt con trời thì quý vị sẽ thấy cái hậu quả như thế nào.
Tôi bây giờ tôi cảnh báo là cho quý vị biết. Rồi còn tiếp tục, con muốn hỏi gì thì con hỏi nữa đi, hay là muốn hỏi theo những cái quyển sách này nữa. Còn những cái nó rất hay nhưng mà chú, thì bây giờ là sẵn tới đây rồi, con cứ việc, cứ như cái mỏ vậy đó, con gõ tới đâu rồi thì kêu tới đó hả? Dạ, cũng như bà con cô chú bác mà hữu duyên á, muốn thỉnh mấy cuốn sách này thì cái con đem về con photo rồi con cũng cho người ta được không chú Được, ấy? tốt, rất Dạ. tốt. Nếu mà con đem như vậy là bằng cúng dường cho cha Dạ. mẹ nơi thiên đàng, là cúng dường cho là chư Phật, chư tiên, chư thánh đấy. Dạ. Nhưng mà phải khéo và lựa những người có thật tâm nha, chứ Dạ. không nên là giao cho những người mà có giả tâm. Người Dạ. nào mà thật tâm tìm cầu con đường đạo học để nghiên cứu, nhưng mà khi mà người ta gặp được những người chánh rồi, ta coi vô quyển sách này ta hiểu liền, cái đó tốt, cái quý. Dạ. À, Thì cái clip này nó cũng hơi dài rồi, thì cuối clip chú Bảy có lời khuyên gì với bà con cô chú bác trong và ngoài nước không chú Bảy? thì khuyên á, thì cũng đã khuyên, các vị trước kia cũng đã khuyên nhiều rồi, thì Dạ. thôi bây giờ tôi chỉ khuyên một lời ngắn gọn như thế này, nhắc lại cái clip Quan Đệ thì tôi cũng có nhắc đó. Dạ. Con người mà muốn tìm con đường đạo học á, để mà tu tập á, thì chữ tu là phải tỉnh, chữ tỉnh mới có thức giác, thức giác mới thấy được cái chỗ đúng sai, phải quấy nên hồi thành bại chánh tà để mình nhận xét tìm con đường cho đúng. Thì bây giờ mới khỏi lầm, bởi vì Dạ. trong cái lời Đức Thầy dạy là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, chứ đừng tưởng lầm thợ khéo sơn gia, Dạ. để sau này đến lúc phong ba và tới rồi Dạ. đó. À, giông gió lớn thì cột kèo khỏi gãy, khỏi gãy. Nhưng mà bây giờ phải tìm sao như thế nào mà Đức Thầy có chỉ đó, nó long nói là mười phương chư Phật đáo ta bà để lừa lọc con hiền diệt quỷ ma, thấy Dạ. không? Bây giờ lựa Dạ. làm sao? Thứ nhất ông chỉ nè, làm chân chánh là tiên là Phật, còn làm gian ác giả dối là gì? Thời chống Dạ. chống để đói Dạ. à. Rồi thêm một cái nữa, ổng có chỉ cho mình nữa nè, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế mà sắc màu cũng không. Rồi ổng nói gì sao đó, chống chống để đó thì quý vị tự nghiền ngẫm, quý vị tự nghiên cứu thêm nha. Dạ. Đó thì tới đây thì tôi cũng xin dứt lời, Dạ. có thể là đủ duyên rồi hẹn lại với Tùng Nguyễn lý sau nữa. Dạ. Con cũng thay mặt khán giả là cảm ơn chú Bảy rất là nhiều, có những lời nói đạo rất là sâu sắc. Và kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào quý cô chú ạ. À. Hẹn quý cô chú clip sau với chú Bảy ạ. À. Xin chào ạ. À.